những nhân viên đầu tiên của đoàn khách khoảng 4.500 người trong công ty dược phẩm của một tỷ phú Ấn Độ đã đặt chân đến Hà Nội từ ngày 27 tháng 8. Chuyến đi du lịch Việt Nam là cách mà một tỷ phú Ấn Độ tri ân các đại lý của công ty trên toàn thế giới. Khoảng 14 giờ chiều ngày 27 tháng 8, đoàn 800 khách đầu tiên thuộc đoàn 4.500 nhân viên của một tỷ phú Ấn Độ đã đến làm thủ tục check-in tại khách sạn Novotel Hà Nội, Thái Hà, bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam. Ngay trong buổi chiều, Đoàn đã tham quan các điểm đến nổi tiếng ở thủ đô như Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò. Hầu hết các du khách đều hài lòng với công tác tiếp đón cũng như vẻ đẹp của những điểm đến ở Hà Nội. Tôi đã nghe nhiều người nói về Việt Nam, cũng đã xem rất nhiều video về Việt Nam trên YouTube. Đây là một quốc gia vô cùng xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên trong hành trình lần này. Chúng tôi đã được tham quan ba địa điểm rồi. Tất cả đều rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi ghé thăm Việt Nam. Tôi hy vọng rằng chuyến đi này sẽ thật phong phú để tôi có thật nhiều kỷ niệm đẹp tại đây. Chuyến du lịch này giống như giấc mơ đối với tôi vậy. Lần tới tôi sẽ lên kế hoạch để quay trở lại Việt Nam cùng với gia đình của mình. Đoàn 4.500 khách dự kiến chia làm 6 đến 7 nhóm nhỏ và đến Việt Nam thành nhiều đợt. Đây được xem là một trong những đoàn khách Ấn Độ lớn nhất từ trước đến nay du lịch Việt Nam, vượt xa quy mô thông thường từ 100 đến 200 khách. Sự kiện này được xem là bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của Việt Nam như điểm đến hấp dẫn cho du lịch và sự kiện quốc tế, nhất là khi xu hướng các khách du lịch Ấn Độ tới Việt Nam ngày một tăng cao.